Xin chào các em. Chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu phần tiếp theo của bài axit sulfuric và muối sunfat. Chúng ta còn phần 4 sản xuất axit sulfuric. Chúng ta hãy cùng quan sát một cái hình ảnh sơ đồ để thực tế để người ta tiến hành sản xuất axit sulfuric như sau. Chúng ta nhìn thấy là đây là ba tháp và mỗi một tháp sẽ đảm nhiệm một cái chức năng nhiệm vụ khác nhau. Tháp thứ nhất đó là người ta gọi là lò thiêu quặng. Ở đây quặng đó là quặng pyrit sắt. Pyrit sắt có công thức là FeS2. Thì quặng pyrit sắt sẽ được nạp từ ở phía trên này. Và theo ống dẫn đẩy xuống dưới này. Và một cái bộ phận để nạp không khí, tức là cung cấp khí oxy vào theo đường từ dưới lên. Và khi đó sẽ xảy ra một cái phản ứng giữa quặng pyrit sắt FeS2 với oxy và đốt cháy quặng ở nhiệt độ cao trong một lò thì sẽ tạo ra được oxit sắt 3 oxit Fe2O3 và khí SO2 thoát ra. Khí SO2 thoát ra theo đường ống dẫn vào tháp thứ hai, người ta gọi là tháp tiếp xúc. Ở đây tháp tiếp xúc giữa SO2 và oxy, điều kiện đây là một cái tháp mà có rất là nhiều tầng và mỗi một tầng này thì có các lớp chất xúc tác. Xúc tác đó là V2O5, varadi, oxit của varadi và nhiệt độ cỡ khoảng 450 đến 500 độ C. Thì khi đó hỗn hợp SO2 và oxy khi đi qua các lớp này, các tầng tháp này sẽ có xúc tác là V2O5. Xúc tác thì sẽ làm tăng được cái quá trình tạo ra được khí SO3. Vì là cái phản ứng này là phản ứng hai chiều, phản ứng thuận nghịch, hiệu suất phản ứng nó hơi thấp nên là người ta phải tiến hành là sử dụng tháp nhiều tầng để tăng cái tốc độ phản ứng lên. Nếu giả sử đi qua tầng này, đi qua tầng thứ nhất mà hai khí này mới phản ứng với nhau được một ít, tiếp tục dẫn hỗn hợp tiếp hai khí đó qua tầng thứ hai rồi đến tầng thứ ba, mỗi một tầng này thì lại có thêm được một lượng SO3 được tạo thành thêm. Và cuối cùng SO3 được tạo thành và vì là nó nặng cho nên nó sẽ đẩy xuống dưới này và dẫn vào tháp thứ ba là tháp hấp thụ chứ không phải là hấp phụ đâu ạ. Hấp thụ thì người ta sử dụng axit sulfuric 98% là đường đi của SO3 đấy. Khi đó axit sulfuric ở 98% ở dạng đây là khí SO2 ở dạng hơi. Khi đó axit sulfuric 98% sẽ sử dụng để hấp thụ khí SO3 thì khi đó sẽ tạo ra được một lượng mù và tạo ra sản phẩm là oleum. Lúc này oleum thì cái nồng độ của nó đạt khoảng 99,5 đến 99,9%. Còn ban đầu là axit sulfuric chỉ là 98% thôi. Khi đó cái oleum được tạo thành sẽ đẩy xuống dưới này và SO3 mà dư thì sẽ đẩy ra ngoài, thu hồi tiếp lại SO3 để quay lại cái chu trình này. Và người ta gọi đây là cái phương pháp tiếp xúc. Chúng ta nhớ nhé, phương pháp để sản xuất axit sulfuric là phương pháp tiếp xúc. Và như chúng ta nhìn thấy ở trong ba cái hình này là ba quá trình riêng biệt. Vì vậy mà sản xuất axit sulfuric sẽ xảy ra qua ba giai đoạn. Nguyên liệu ở đây đó là quặng pyrit sắt hoặc là lưu huỳnh và không khí. Ba công đoạn chính ở đây đó là sản xuất SO2, sản xuất SO3 và sản xuất H2SO4. Đầu tiên, giai đoạn 1 là hoặc sử dụng pyrit sắt như hình ta vừa mới quan sát hoặc là sử dụng lưu huỳnh, khi đó đều sử dụng phương pháp đốt để tạo ra khí SO2. Khí SO2 đây là kết thúc của giai đoạn thứ nhất. Khí
khí SO2 tiếp tục phản ứng với oxy trong tháp tiếp xúc thứ hai và dưới xúc tác là vanadi oxit tạo ra được SO3. Nhiệt độ cái nhiệt độ của cái quá trình này, cái công đoạn này là khoảng 450 đến 500 độ C. Tạo ra được SO3. SO3 tiếp tục sử dụng phương pháp hấp thụ để tạo ra được, sử dụng axit sulfuric 98% để hấp thụ SO3 và tạo thành oleum. Sau đó oleum sẽ hòa tan vào nước một cái lượng thích hợp thôi thì sẽ tạo ra được axit sulfuric đặc. Và chúng ta thấy này, hình ảnh ở đây là hình ảnh mà một số các nhà máy phát ra một số những cái khí thải, và trong đó khí SO2. Khí SO2 trong quá trình mà trong không khí nó sẽ phản ứng được với oxy và thành SO3. SO3 có khả năng hòa tan vào trong các phân tử nước, và khi cái quá trình mưa xuống thì kèm theo là nguyên cái nước mưa nó sẽ có lẫn cái lượng axit sulfuric, và chính vì vậy sẽ gây ra cái hiện tượng mưa axit và làm thiệt hại rất lớn đến đối với nền nông nghiệp. Rồi gì nữa, đối với một số các công trình, mà công trình ở đây đặc biệt là các công trình bằng đá vôi, thiệt hại rất là lớn, bởi vì chúng ta thấy là đá vôi có các công thức là của canxi, canxi carbonate. Thì khi mà phản ứng khi mà có đá vôi, khi có axit thì CaCO3 có khả năng phản ứng được với H2SO4, và chính vì vậy nó sẽ tan và làm cho các công trình này bị phá hủy. Chúng ta hãy quan sát bảng tính tan của muối sunfat. Muối sunfat chúng ta giống này, đây, giống theo hàng ngang. Muối SO4 là muối sunfat. Chúng ta sẽ thấy đây là các ion kim loại, các kim loại ghép với SO4 thì sẽ tạo ra được các muối sunfat. Và hình ảnh ô trắng này thì nó là tan, chữ Y là ít tan và K là không tan, gạch ngang là phân hủy hoặc không tồn tại. Thì chúng ta sẽ gióng theo hàng ngang này, sẽ thấy từ li ti đến li ti cộng đến Cu2 cộng thì đều là các muối tan. Đến bạc, bạc sunfat là muối ít tan, đến magie tan, canxi sunfat ít tan, điều này cô đã nói ở video trước đúng không ạ? Rồi là strontium, bari đều không tan khi kết hợp với SO4. Và đến chì cũng là một cái kim loại mà khi kết hợp với gốc SO4 thì sẽ tạo ra muối không tan. Như vậy thì chứng tỏ rằng là chỉ có 3 muối sunfat là không tan, đó là strontium sunfat, bari sunfat và chì sunfat, và 2 muối ít tan là bạc sunfat, canxi sunfat. Còn gần như các kim loại còn lại khi kết hợp với ion SO4 2 trừ đều là dạng tan, không tồn tại. Không tồn tại đây đó là thủy ngân và bismut. Chúng ta hãy vào phần thứ hai là mã, đó là muối sunfat và nhận biết ion sunfat. Đầu tiên muối sunfat người ta chia ra làm hai loại, đó là muối trung hòa. Muối trung hòa là cái muối mà có chứa ion sunfat SO4 2 trừ. Còn muối axit thì ngoài SO4 ra thì nó còn có ion H cộng, cho nên là cái điện tích của cái ion này đó là HSO4 trừ. Người ta gọi là hydrosunfat. Vậy thì cái tính tan của các muối trung hòa và muối axit này giống và khác nhau như thế nào? Đầu tiên chúng ta sẽ thấy này, phần lớn các muối sunfat trung hòa đều tan trong nước, ngoại trừ ba cái muối này cô nãy cô đã nói rồi đúng không ạ, là muối của bari, muối của chì và muối của strontium là không tan, và muối của canxi, của bạc thì ít tan. Còn các muối axit thì hầu hết đều tan. Muối axit, muối hydrosulfat ấy, thì đều tan. Phần thứ hai nhỏ đó là nhận biết ion sunfat. Để nhận biết ion sunfat thì người ta sẽ sử dụng thuốc thử ở đây, đó là dung dịch muối của bari hoặc là dung dịch bari hydroxit. Ra nhớ nhé, nó là hợp chất của bari. Hợp chất của bari là bari hydroxit hoặc là
muối của bari. Hiện tượng ở đây đó là đều tạo ra kết tủa màu trắng và không tan trong axit hoặc là kiềm. Có nghĩa là cái kết tủa này rất là bền. Một số những kết tủa có kết tủa trắng, tuy nhiên thì nó có khả năng tan trong axit dư hoặc là kiềm dư. Nhưng đối với cái hiện tượng ở đây đó là cái kết tủa trắng này nó sẽ rất là bền. Và phương trình phản ứng đó là H2SCO4 phản ứng với BACL2 tạo ra BASO4 và HCl. Trong trường hợp này axit đấy, axit nhưng không thể hòa tan được kết tủa trắng, hoặc là NaOH là một kiềm cũng không có khả năng hòa tan với muối bari sunfat. Như vậy đấy là toàn bộ cái phần lý thuyết của bài 33. Chúng ta cùng làm một số những cái bài tập ví dụ củng cố lại những cái kiến thức cơ bản trong bài 33 này. Đầu tiên, để pha loãng dung dịch H2SO4 đặc trong phòng thí nghiệm, người ta tiến hành theo cách nào dưới đây? Thì đây chính là cái phần kiến thức mà chúng ta đã nghiên cứu ở tiết 1 đúng không ạ? Đó là cho từ từ axit vào nước và khuấy đều. Đây chính là đáp án của chúng ta. Không được phép làm ngược lại, đó là không được phép từ từ cho nước và axit, rồi là cho nhanh. Cho nhanh thực ra nó cũng rất là nguy hiểm, bởi vì là nó có thể là ảnh hưởng đến người làm thí nghiệm, và thứ hai là có thể là nó làm bắn đột ngột những cái phân tử nước kèm theo axit. Như vậy đáp án ở đây đó là đáp án B. Bài thứ hai là trong các chất sau, chất nào đều tác dụng được với dung dịch axit sulfuric loãng và tác dụng axit đặc nắng cho cùng một loại muối. Muốn cho cùng một loại muối này thì các em lưu ý này. Thứ nhất, điều kiện để tác dụng được với axit sulfuric loãng là phải là các kim loại trung bình hoặc là kim loại mạnh. Tuyệt đối không được sử dụng các kim loại yếu. Như vậy nhìn đáp án A có bạc, có D có đồng, thì hai đáp án này đã là hai đáp án mà có chứa các kim loại yếu, nên chúng ta loại ngay hai đáp án A và đáp án D. Còn đáp án B và đáp án C chúng ta hãy cùng quan sát. Muốn tác dụng với axit sulfuric đặc nóng thì khi axit sulfuric đặc nóng tác dụng với kim loại thì nó sẽ đẩy các kim loại lên mức oxy hóa cao nhất có thể có của nó. Vậy thì ở đây trong trường hợp này ý B, có sắt là một cái kim loại mà có tận hai mức oxy hóa là dương 2 và dương 3. Cho nên nó sẽ lên mức oxy hóa cao nhất là dương 3. Trong khi đó khi mà để cho sắt này phản ứng với axit sulfuric loãng thì nó chỉ tạo ra được sắt 2. Vậy thì chốt lại chúng ta sẽ chọn ở đây đó là đáp án C, nari và nhôm. Bài số 3. Dung dịch axit sulfuric loãng phản ứng được với dãy nào, với tất cả các chất trong dãy nào sau đây? Thì chúng ta nhớ lại các tính chất của một axit sulfuric loãng, đó là nó phản ứng được với kim loại mạnh và kim loại trung bình. Vậy loại luôn, chúng ta loại luôn đáp án A là có chứa đồng, rồi loại luôn đáp án B là có chứa bạc. Thứ hai, rồi loại luôn đáp án C là đáp án D là vàng. Vậy chỉ còn duy nhất đáp án C. Chúng ta kiểm tra lại. Đáp án C có sắt là kim loại trung bình, tác dụng được với oxit bazơ là đồng oxit, tác dụng với dung dịch bazơ là natri hydroxit, được tác dụng với muối là canxi carbonat. Vậy đáp án C là đáp án mà thỏa mãn đủ cả bốn tính chất của axit sulfuric loãng. Bài số 4. Nhóm kim loại nào sau đây thụ động trong axit sulfuric đặc nguội? Phần này chúng ta cũng đã được tìm hiểu cái phần lý thuyết rồi đúng không ạ? Có ba kim loại mà bị thụ động trong axit sulfuric đặc nguội, đó chính là sắt, nhôm và crom. Chọn đáp án C. Đáp án C. Câu 5. Sản xuất axit sulfuric trong công nghiệp, người ta cho khí SO3, khí lưu huỳnh trioxit hấp thụ vào. Chúng ta đã tìm hiểu rồi đúng không ạ? Khí SO3 sẽ hấp thụ vào axit sulfuric đặc 98% để tạo ra được ô liu. Vậy thì bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Và
hẹn gặp lại các em vào bài luyện tập tiếp theo.